Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Nga vào mùa hè năm 2018 từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Đội tuyển Đức sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch của mình sau khi giành chiến thắng tại World Cup 2014 tổ chức ở Brazil. 12 sân vận động và 11 thị trấn trải dài trên 3 múi giờ sẽ chào đón 32 đội tuyển vượt qua vòng loại đến tranh tài ở kỳ World Cup lần thứ 21. Cả trận khai mạc và trận bế mạc đều sẽ được tổ chức ở Moscow trên sân vận động biểu tượng Luzhniki, trước đây được gọi là sân vận động trung tâm Lenin với sức chứa lên đến 81.000 khán giả. Để giảm bớt việc đi lại cho các đội tuyển trong giai đoạn thi đấu vòng bảng, các sân vận động đã được phân bổ theo 4 khu vực địa lý. Ở phía Tây Bắc có Kaliningrad và Saint Petersburg, ở trung tâm Moscow và Nizhny Novgorod. Ở phía Đông, Saransk, Kazan, Samara, Ekaterinburg. Và ở phía Nam, Volgograd, Rostov-on-Don và Sochi. Với khoảng cách trung bình 600 km giữa các thành phố chủ nhà và 3.000 km giữa địa điểm xa nhất về phía đông và điểm xa nhất về phía tây, hoạt động di chuyển của các cổ động viên và các cầu thủ là một trong những khía cạnh thách thức nhất của giải đấu. An ninh là thách thức lớn kế tiếp bởi nước Nga phải đối mặt với mối đe dọa kép là khủng bố và hooligan.